Sáng sớm đến gốc cây đằng kia, ta trao truyền bí kíp cho. Trương Lương là một người rất ham học. Sáng hôm sau 7 giờ ra, thấy ông lão ngồi ở đấy rồi, ông lão đuổi về. Đến muộn, ngày mai gặp. Đến muộn không dậy nữa. Ngày mai Trương Lương lò dò 5 giờ sáng đến, cũng thấy ông lão ngồi rồi, ông lão lại đuổi về. Ngày mai gặp. Lần thứ 3 Trương Lương không về nữa. 11 giờ đêm đến nó ở nó luôn ngủ gốc cây. Tao không về, tao chả cần phải đến buổi sáng. Tao ngủ cả đêm ở đây. Ngủ gốc cây đến 3 giờ sáng thì thấy ông già lò dò đến. Thấy Trương Lương đang ngủ vật vã dưới gốc cây, nói thằng này được. 3 lần ném dép xuống cầu bắt nhặt lên. Sau đó 3 lần bắt ra sớm canh ở gốc cây. Lần thứ 3 ngủ trước gốc cây. Thế tinh thần của Trương Lương ham học hỏi không? Tinh thần của một chiến binh ấy. Đã muốn học rồi thì cỡ nào cũng chơi được hết. Ông nói buổi sáng tôi đến 2 lần, nếu ông đến sớm hơn thì tôi đến từ hôm trước. Thế thôi gì nữa, đầu gấu cái gì nữa. Và từ đó Trương Lương được ông lão truyền bí kíp cho, trao cho một cuốn sách cổ, nói về con đọc đi. Con đọc đi, con sẽ trở thành một quân sư nổi tiếng đất nước. Trương Lương về cứ như thế tôi luyện mấy năm, rồi về sau gặp Lưu Bang, theo Lưu Bang, phò Lưu Bang. Và từ đó trở đi hàng loạt nhân tài hội tụ dưới trướng của Lưu Bang, nhờ Trương Lương bảy mưu tinh kế. Con người không thành công được, cơ bản là họ không có thế. Hơn 2000 năm qua là Hàn Phi, hay gọi là Hàn Phi Tử. Hàn Phi là ai? Hàn Phi là người mà Tần Thủy Hoàng sau khi đọc tác phẩm của Hàn Phi phải thốt lên rằng là ta mà gặp được người này thì chết cũng không hối tiếc. Hàn Phi đã nói cái gì mà làm cho Tần Thủy Hoàng mà đến mức độ là gì ạ? À, mà phải phát cuồng như thế nhá. Hàn Phi viết về pháp thế thuật. Pháp thế thuật nhá. Đấy. Nhưng hiện giờ tôi nói cho các bạn cái thế. Một cái vị vua họ không trị vì được. Đấy. Không phải họ vì không có tài giỏi, không phải họ không thông minh, mà bởi vì họ không có thế. Đấy. Nhá. Thế là gì? Thế là tiền, là quyền lực, là quan hệ, là kiến thức, là kỹ năng, vân vân. Tất cả những cái gì tạo nên thế lực của con người. Tôi nói sơ sơ như vậy thôi. Ví dụ vua Lê. Vua Lê chúa Trịnh nhá. Không phải vua Lê nó không giỏi, nhưng bởi vì nó không có thế, vì quyền lực trong tay chúa Trịnh hết rồi. Đấy. Thế và lực nằm trong tay chúa Trịnh hết rồi, nên là vua Lê buộc phải làm bù nhìn, mà chỉ cần ho he một cái nó giết ngay các bạn. Đấy. Vì sao Tào Tháo vậy, nắm thiên tử lệnh chư hầu? Bởi vì là cái quyền lực nó nằm trong tay Tào Tháo rồi. Đấy. Ok chưa ạ? Thế nên là gì ạ? Không phải là bạn không giỏi, nhưng bạn không có thế bạn ạ. Nhá, vài hôm nữa gì bạn đi làm giàu hơn tôi cái ạ. Kiến thức không có, kinh nghiệm không có, quan hệ không có, tiền không có, bạn định làm cái gì? Bạn ngồi đấy mà mơ tỉnh cái mộng ra nhá. Làm ăn ấy thì phải thất bại lên thất bại xuống mới thành công được, chứ không ai mà ra kia làm ăn phát thành công ngay thì xã hội này nó giàu hết. Nhưng thất bại một lần ấy, là lợ đến chết, bởi vì mình làm gì có thế. Đi vay được tí là bố đã cắm sổ đó rồi, thất bại thôi qua rồi, mai đi bán nhà con ạ. Đấy, mình hết thế luôn. Ok chưa? Tôi ví dụ hiện giờ người ta áp dụng như nào, Trung Quốc áp dụng như nào. Trung Quốc nhá, Tập Cận Bình áp dụng này, ông ấy là chủ tịch đảng, chủ tịch nước, chủ tịch quân ủy trung ương, chủ tịch ủy ban an ninh quốc gia, chủ tịch ủy ban chống tham nhũng. Đấy, ông là chủ tịch của chủ tịch. Tập Cận Bình thực ra đang áp dụng pháp thế thuật của Hàn Phi suốt 2000 năm nay. Đấy là tập trung quyền lực, phải có thế, có lực thì mới có thể làm được những việc khác các bạn nhá. Đấy, nên về cơ bản đầu tiên, sau này các bạn rất là loay hoay không hiểu tại sao mình không thể thành công được ạ nhá. Bởi vì thế của em ở đâu? Cái tầm. Tầm là gì? Tầm nó là gan, là trí. Đấy. Tầm là lòng dũng cảm, là sự quyết tâm, nó là tính cách của con người. Dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có trí làm quan, có gan mới làm được giàu. Học giỏi thông minh đấy, nhưng mà hèn thì tôi đố bạn mà làm lãnh đạo được nhá. Đấy. Học giỏi nhưng tính cách này do dự thiếu quyết đoán, nó chẳng liên quan gì đến thông minh cả, chẳng liên quan gì đến giỏi cả. Do dự thiếu quyết đoán thì làm sao bạn nắm bắt được cơ hội trong cuộc sống. Học giỏi nhưng lại tính lại kẹt sĩ, đếm quả dưa cà, đo chai nước mắm thì bạn quan hệ ngoại giao kiểu gì, bạn thành công kiểu gì. Học giỏi nhưng tầm nhìn ngắn hạn thì chỉ ăn vặt, ăn được tiền lẻ thôi em ạ nhé. Nó không liên quan đến việc bạn giỏi, nó là cái tầm. Nhìn vào lịch sử thì phải rút ra được bài học, đấy là cái quan trọng nhất. Bởi vì có những cái bài học ấy, người ta phải trả bằng mạng, thậm chí trả bằng cái sự hưng vong thịnh suy của cả một cái dân tộc, thì đó nó mới là lịch sử. Đằng này cái học lịch sử ngày này nổ súng ngày kia bóp quả. Hôm nay nhân tiện tôi giải thích cho anh chị vì sao có Hồ Gươm, nhưng tôi dạy mẫu lịch sử cho anh chị nghe này. Ẩn sau cái Hồ Hoàn Kiếm ấy là tinh hoa của dân tộc, đó là thuyết chính danh của Khổng Tử. Thuyết chính danh là gì? Khổng Tử nói rằng danh không chính thì ngôn không thuận, và ngôn không thuận thì việc không thành. Tức là làm cái gì cũng phải có cái danh chính. Thì bây giờ tôi bắt đầu tôi dạy lịch sử xong tôi ứng dụng vào kinh tế, chính trị rồi vân vân cho anh chị nghe nhé. Chỉ mất 5 phút thôi, không cần phải nhiều nhé. Quang Trung khi đánh ra Bắc thì phải lấy cái danh là Phù Lê Diệt Trịnh. Đấy, họ Trịnh tiếng là phụ giúp nhưng thực ra là ức hiếp vua Lê. Quang Trung đánh ra Bắc thì phải lấy cái danh là Phù Lê Diệt Trịnh.
Họ Trịnh vì sao không dám phế vua Lê? Bởi vì vua Lê ấy, nó là cái danh chính, phế vua Lê là cái danh cướp ngôi, thiên hạ sẽ đại loạn ngay. Đó là lý do vì sao mà nhà Trịnh ấy đến hỏi Trạng Trình Nguyễn Bỉ Khiêm là gì ạ? Có lên phế vua Lê không? Thì Trạng Trình Nguyễn Bỉ Khiêm có nói rằng là thờ Phật thì ăn oán, ý nghĩa là gì? Thờ vua Lê để ăn cái lộc của vua Lê chứ đừng có phế vua Lê. Phế vua Lê là danh không chính, tàng ngôn không thuận ngay. Cái tình yêu hiểu chưa? Đấy, Lê Lợi cũng vậy. Cái chuyện Hồ Hoàn Kiếm ấy là Lê Lợi muốn mượn danh của thần Ninh. Thế bởi vì người ngày xưa người ta tin vào thần Ninh ma quỷ, mưa gió sấm chớp là do thần Ninh, thiên đường địa ngục đấy là có Ngọc Hoàng Đại Đế vân vân. Thì ông Lê Lợi này, ông ấy muốn mượn danh của thần Ninh, người đã được thần Ninh trao kiếm thì có phải là chân mệnh thiên tử không? Thì phải có phải là tất thắng không? Anh em có hết lòng đi theo không? Kể cả là Hoàng Đế Quang Trung, khi thì ông dùng cái danh là gì ạ? Dẹp bỏ quyền thần giúp nhà Nguyễn, khi thì ông lấy cái danh là Phù Lê Diệt Trịnh, ông rất là linh hoạt.